Ngoài những ngôi chùa tiêu biểu cho kiểu chùa trong hang như chùa Bái Đính Cổ, chùa Địch Lập, chùa Cánh Diều, thì chùa Bích Động là một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất, được mệnh danh là Nam Thiên Đệ Nhị Động, có nghĩa là động đẹp thứ nhì của trời Nam. Chùa Bích Động là một ngôi chùa cổ được xây dựng trên dãy núi đá vôi Trường Yên thuộc xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Đây là một di tích lịch sử văn hóa thuộc quần thể danh thắng Tràng An, Tam Cốc, Bích Động đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt và UNESCO công nhận là di sản thế giới. Chùa Bích Động nguyên có tên Bạch Ngọc Thạch Sơn Đồng, nghĩa là ngôi chùa bằng đá đẹp và trong trắng như ngọc ở chốn Thâm Sơn Cùng Cốc. Năm 1774, chùa Trịnh Sâm tới đây mới đổi tên chùa thành chùa Bích Động. Xin chào mọi người, mình đang có mặt trước cổng chùa Bích Động. Nếu như mọi người từng xem video về chùa Địch Lậu của mình, chắc là mọi người vẫn còn nhớ nơi đó được mệnh danh là Nam Thiên Đệ Tam Động và nơi đây được mệnh danh là Nam Thiên Đệ Nhị Động. Hôm nay mọi người hãy cùng mình đi tham quan và tìm hiểu ngôi chùa này nha. Mọi người có thể thấy trước cổng tam quan của ngôi chùa là hai hồ rộng lớn, và tháng 6, tháng 7, sen trong hồ nở, cảnh sắc đẹp vô cùng. Để vào chùa, bạn sẽ đi theo cây cầu đá được ghép bằng những viền đá màu xanh dẫn vào cổng tam quan chùa Bích Động. Cổng tam quan của chùa Bích Động có 3 cửa, có 3 tầng mái uốn cong. Tầng 2 có tượng Quan Âm Bồ Tát ngồi chính giữa, bên cạnh cổng còn có một tảng đá rất to. Nhìn cổng chùa ẩn hiện, nhìn vừa linh thiêng vừa thu hút du khách. Chính vì thế mà có rất nhiều du khách đã tới để chụp ảnh sống ảo với chiếc cổng này. Ngay khi bước vào cổng chùa, mọi người sẽ bắt gặp cây trên đá, những dãy núi cao sừng sững cùng màu xanh ngắt của cây cối khắp nơi, tiếng chim hót líu lo, một không gian thật bình yên, đậm chất Ninh Bình. Muốn đi vào chùa, mọi người sẽ đi qua một con đường lát gạch khoảng 5-5 mét. Hai bên trồng rất nhiều cây bụi tầm thấp cùng những cây cao cao vút, càng thêm phù hợp với cảnh sắc núi non bao la của nơi đây, khiến du khách thấy hòa hợp với thiên nhiên và lòng mình nhẹ nhàng hơn. Hiện tại, Tam Cốc Bích Động lẫn chùa Bích Động đều đã mở cửa trở lại, nên không chỉ khách Việt Nam mà còn rất nhiều khách nước ngoài đã đến thăm ngôi chùa với vẻ đẹp hoang sơ này. Chùa Bích Động vốn được hình thành từ năm 1428, đầu thời Hậu Lê, với quy mô là một ngôi chùa nhỏ ở trên đỉnh núi. Năm 1705, có hai vị hòa thượng Trí Kiên và Trí Thể, quê huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định gặp nhau, kết nghĩa làm anh em. Hai nhà sư đều có lòng mộ đạo, muốn đi nhiều nơi để truyền bá đạo Phật và xây dựng các ngôi chùa. Đến đây, thấy núi Bích Động có địa thế tuyệt đẹp và đã có chùa, nên hai nhà sư quyết định dừng chân, tự mình sửa sang chùa cũ, đi quyên giáo xây dựng lại thành ba ngôi chùa Hạ, Trung và Thượng để tu hành.
Rồng này rồng trầu nguyệt đây này, và trên là nguyệt này. Đây là chùa hạ của chùa Bích Động. Phía bên phải lối lên chùa có một cây thị thế kỷ lâu đời. Chùa hạ có 5 gian xây trên một nền cao từ chân núi. Trong chùa thờ Phật, kiến trúc chùa theo kiểu chữ đinh. Vì kèo, xà ngang, xà dọc cũng bằng gỗ lim. Mái chùa là 2 tầng mái uốn cong gồm 8 mái. Các cột đá ở chùa hạ đều bằng đá liền một khối, không chắp nối, cao hơn 4 mét. Làm được những cột đá như thế là một kỳ công của những người nghệ nhân xưa. Bước vào trong chùa, ở trên cao của gian giữa tiền đường có treo bức đại tự bằng chữ Hán Mạo Cổ Thần Thanh. Câu này có nghĩa là dáng dấp ngôi chùa xưa này thiêng lắm. Trên cùng là tòa Tam Thế, 3 bức tượng đại diện cho 3 đời chư Phật. Kế đến là bộ tượng Tây Phương Tam Thánh, ngồi chính giữa là Đức Phật Di Đà, bên phải là Quan Âm Bồ Tát, bên trái là Đại Thế Chí Bồ Tát. Vị ngồi hàng thứ 3 là Quan Âm, hàng thứ 4 là tượng Thích Ca Sơ Sinh. 2 tượng bên ngoài là Nam Tào và Bắc Đẩu, coi xét sổ sanh tử. Phía bên phải là nơi thờ các vị tổ sư của chùa hạ. Cuối cùng là 3 vị ngồi bên trái là Trí Kiên, Trí Thể và Trí Tâm, 3 vị đại sư đã có công thành lập và xây dựng nên chùa Bích Động. Ngoài ra, quanh chùa có rất nhiều những tấm bia đá cổ. Điểm đặc biệt đó là chiếc cánh này được làm bằng đá thay vì chiếc cánh đầu như ngôi chùa khác. Đi hết 80 bậc đá men theo sườn núi là đến chùa Chung.
Trên đường đi, mọi người sẽ bắt gặp một khu vườn tháp cổ vô cùng cổ kính, lâu đời và linh thiêng. Mọi người có thể thấy ngôi chùa hiện nay đón tiếp rất nhiều khách du lịch đến tham quan và chiêm bái. Chùa Chung là một ngôi chùa độc đáo, chỉ có phần cửa và mái chùa lộ thiên. Các kiến trúc còn lại nằm gọn trong hang núi. Chùa được xây dựng với 3 gian để thờ Phật. Phía trên của mái chùa có 10 chữ Hán màu vàng là Già Lam Thần, Đại Hùng, Bảo Điện Nam Thiên Tổ, nghĩa là tất cả các vị sư tổ ở trời Nam này đều xuất phát từ chùa Bích Động đi ra. Vì chùa nằm trong hang núi, được tạo nên từ những tảng đá nên khi bước vào trong chùa, mình cảm thấy vô cùng mát mẻ. Trong chùa Chung, ngoài thờ Phật, còn có thờ Đức Thánh Hiền và Đức Chúa Ông.